Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh năm 2023 nhằm chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng ngày 23 tháng 7, quận Đoàn phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa đã hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh với những nhiệm vụ cụ thể theo từng đối tượng. Các đoàn viên thực hiện các hoạt động như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, bóc xóa quảng cáo giao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa cho biết. Để hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh thì trong năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thủ đô Hà Nội và tuổi trẻ quận Đống Đa đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa. Ví dụ như là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung của ngày Chủ nhật xanh đến với đông đảo thanh thiếu nhi và người dân, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng hành động chống rác thải nhựa, đổi rác lấy cây xanh, đảm bảo các tuyến phố văn minh và các đoạn đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn do thanh niên tự quản. Mỗi năm có hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia giao quân rộng tổ vệ sinh và tham mưu đảm nhận các công trình phần việc của thanh niên, tham gia cải tạo môi trường, trồng cây và bảo vệ cây xanh. Thực hiện công văn số 736 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa và Thành đoàn Hà Nội về việc đồng loạt giao quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 3 năm 2023, Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa đã xây dựng công văn và triển khai phát động đồng loạt ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận. Ngày Chủ nhật xanh ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt và nằm trong chuỗi hoạt động của các bộ đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự quận trở thành tri ân, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và là hành động thiết thực tiếp bước cha ông góp phần xây dựng quận Đống Đa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Việc hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh thực sự là một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích mang đến nhiều ý nghĩa. Trong đó đặc biệt là nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với sự sống của con người trên trái đất. Nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với nước. Hưởng ứng phong trào dân quân tự vệ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh. Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang quận Đống Đa, các tổ chức đoàn của quận, các đơn vị đóng quân, quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh tuyến phố, bờ hồ, cắt tỉa cây một số tuyến đường, tuyên truyền vận động người thân, nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào ngày Chủ nhật xanh đã và đang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, tạo ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung về ý thức bảo vệ môi trường.